Caron Radio xin hân hạnh giới thiệu hai câu chuyện ma kinh dị ngắn có thật của tác giả trẻ Hà Văn Hồng chia sẻ. Mời quý khán thính giả cùng thưởng thức. Câu chuyện thứ nhất, biệt thự cũ nằm sâu trong rừng rậm, có một cái biệt thự bỏ hoang đã mấy năm nay. Quý, một người rất thích khám phá tâm linh, quyết định đến biệt thự này cùng công bạn của anh, người không tin vào tâm linh. Hôm nay, giữa thời tiết mưa tháng 6, họ chuẩn bị đồ để lên đường. Sau khoảng 5 tiếng ngồi xe ê ẩm, cuối cùng họ cũng đến nơi. Bước xuống xe, mỗi người cầm một cái ô rồi dọn đồ vào trong. Biệt thự này trông rất rộng và khi người lái xe rời đi, hai người bắt đầu khám phá. Mở cánh cửa ra, mùi ẩm mốc và bụi bặm rất khó chịu khiến họ phải đeo khẩu trang mới vào được. Phòng khách trống trơn, chỉ có mỗi chiếc ghế cũ. Họ vứt đồ đạc một chỗ và bắt đầu công việc của mình. Đi vào căn phòng đầu tiên, vẫn là mùi ẩm mốc và bụi bặm. Đây là phòng ngủ, với đồ đạc cũ kỹ nhưng đầy đủ. Xem xét một lúc mà không có gì đặc biệt, họ đi ra và tiếp tục khám phá. Lối ra đằng sau biệt thự gây kinh hãi cho họ khi mở cánh cửa cũ nát, họ thấy những ngôi mộ nhấp nhô. Quý dục công quay lại để khám phá tiếp, nhà bếp chỉ toàn đồ cũ hoen gì, không có gì đáng xem. Tiếp theo, họ phát hiện một căn phòng khác. Mở cửa ra, đó là nhà vệ sinh với cảnh tượng hãi hùng. Bồn cầu có những vết nâu nâu đáng sợ. Hai người nhẹ nhàng đóng cửa lại và tiếp tục khám phá một căn phòng khác. Phòng tắm có một cái gương cũ. Khi công nhìn vào gương, anh thấy một cái bóng lạ. Quay lại không thấy ai, nhưng nhìn vào gương thì lại thấy thêm mấy người nữa. Mặc dù không tin vào tâm linh, công cũng không thấy sợ. Họ tiếp tục khám phá. Quý và công tìm chỗ nghỉ ngơi và quyết định ngủ ở biệt thự để tối nay khám phá tiếp. Họ ăn bữa tối đơn giản với mấy cái bánh mì và khi đồng hồ chỉ 5 giờ chiều, họ bắt đầu sinh hoạt. Đến 7 giờ tối, họ bước lên tầng 2, công đưa cho Quý lá bùa để xua đuổi vong linh, nhưng Quý không nhận. Trên tầng 2, họ giật mình bởi tiếng kêu của con mèo. Phòng đầu tiên trên tầng này vẫn là một phòng ngủ với những bức tranh sơn mài treo kín tường. Cả hai cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi công xé bức tranh, Quý hỏi công có tin vào ma không, nhưng công khẳng định là không. Công đề xuất chia nhau ra để khám phá và họ hẹn gặp lại ở lầu dưới. Công đi nhanh về phía trước, bỏ lại Quý. Quý thấy một cái nhà kho đóng chặt và khi bước vào, anh nghe tiếng khóc phát ra từ một cái thùng. Quay lại, Quý thấy một bóng người đầu tóc rũ rượi, quần áo rách nát. Hoàng sợ lùi lại, bóng người ấy bị hất ra xa bởi lá bùa của công rồi biến mất. Quý chạy ra tìm công, không tìm thấy công, Quý lo lắng và xuống tầng dưới ngồi đợi. Anh không biết rằng công đã chết. Quý chờ lâu mà không thấy công, cảm thấy ớn lạnh đằng sau nhưng quay lại không thấy gì. Anh quyết định chạy lên tầng 2 tìm thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy công. Đến sáng, Quý tiếp tục tìm kiếm và phát hiện một chiếc dép của công. Nhìn xuống, Quý thấy một bóng người quen thuộc, máu me be bét. Chạy lại gần, Quý nhận ra đó là công. Anh khóc lóc thảm thiết, móc điện thoại ra gọi cấp cứu nhưng không có sóng. Quý kéo xác công vào ngôi nhà để tạm. Nhìn quanh rừng rậm âm u, không một bóng người. Lúc này, Quý sốt ruột, nhiều lần mở điện thoại ra nhưng không gọi được. Quý phải chạy ra một chỗ mới có sóng, bấm số cấp cứu, rồi cũng gọi được. Nhưng vừa gọi xong, chưa kịp gọi cho người nhà thì lại mất sóng. Quý quay lại chờ mãi, không thấy xe cấp cứu đâu, càng sốt ruột hơn. Nhìn vào đồng hồ, thấy đã là 3 giờ chiều, ngoài trời lại bắt đầu mưa, khiến cho Quý càng lo lắng. Trời mưa ngày càng to, mà xe cấp cứu vẫn chưa đến. Quý lôi điện thoại ra để gọi, nhưng oái oăm thay lại hết pin. Quý quyết định cõng xác công ra khỏi chỗ âm u này. Trời gần tối rồi, mưa đã tạnh, nhưng Quý vẫn giữ ý định không muốn ở lại đây thêm giây phút nào. Lúc này, Quý không biết đường ra, liền đi đại vào một lối. Càng đi, lưng càng nặng, bước chân ngày càng nặng trĩu. Không bước thêm được nữa, Quý đành đặt xác công xuống rồi nghỉ. Vừa mệt vừa đói khát nên Quý cũng dần cạn kiệt sức. Quý tiếp tục cõng công đi tiếp. Càng đi càng nặng, không hiểu chuyện gì, Quý quay lại và thấy một hình bóng kinh dị không phải là công nữa. Hoảng sợ, Quý quăng xác xuống, móc lá bùa ra và giơ lên phía trước. Bỏ mặc đồ đạc và cái bóng ấy, Quý ra sức chạy. Chạy mãi, Quý thấy một ngôi nhà, đập cửa ầm ầm. Một ông lão ra mở cửa, hỏi Quý có chuyện gì. Quý chỉ nói, cho con vào trong rồi con nói. Bước vào trong, nghỉ một lúc mới lấy lại bình tĩnh, Quý kể. Con đi vào đây khám phá nhà hoang, con còn bị ma theo, bạn con thì chết rồi. Chẳng biết là ma làm hay gì nữa.
Ông lão kia nói một câu kỳ quặc: con có muốn nhìn thấy ma tiếp không? Quy đáp: con sợ lắm rồi, con không muốn gặp nữa. Quy đang định quay mặt sang nói với ông lão thì lại thấy trước mặt một hình ảnh quỷ dị, khuôn mặt đầy những giòi bọ lúc nhúc. Quy hoảng hốt tìm đường chạy. Trong đêm tối, mò mẫm không thấy đường, mệt mỏi, bóng ma không thấy đuổi theo. Quá mệt, Quý ngất đi, không biết trời đất gì nữa. Sáng hôm sau, mở mắt ra, trên người Quý toàn những vết thương tím bầm, ê ẩm. Cô ngồi dậy, Quý nhìn xung quanh và rất may đã ra đến đường quốc lộ. Cô lết tấm thân đi một đoạn, Quý vẫy một chiếc xe máy, nhưng người kia làm ngơ. Phải đến khi bắt được một chiếc xe chở hàng, ngồi trên xe, tài xế hỏi xem bị thế nào. Quý đáp: con và bạn con đi khám phá căn biệt thự hoang trong này, nhưng bạn con không may chết. Con mãi mới thoát được ra đây, giờ con đói mệt lắm. Chú tài xế kể: con không biết thôi, ở cái biệt thự đó, nhiều người đã đến khám phá không may bỏ mạng lại. Những người ấy khi được phát hiện công an vào cuộc nhưng không có tung tích gì, giấy tờ tùy thân không có, nên đã chôn họ ở đằng sau. Có người nói rằng căn biệt thự này rộng, có một gia đình gồm 4 người, không hiểu vì lý do gì mà chết. Nhiều người cho rằng bị hãm hiếp, nhiều người khác lại nghĩ bị thú ăn thịt. Khi công an điều tra, kết luận là gia đình ấy bị cướp của giết người. Nhưng hung thủ thì không biết là ai, không để lại dấu vết gì. Nghe đến đây, Quý mới hiểu rõ hơn. Khi về tới nhà, việc đầu tiên Quý làm là gọi mọi người, anh em, bố mẹ và bố mẹ Công đi đến ngôi nhà hoang để tìm Công. Thế là một đoàn người già trẻ tiến về căn biệt thự hoang. Đến nơi, mọi người đi tìm Công nhưng không thấy. Tìm mãi, chờ đến tận trưa vẫn không có tung tích. Bỗng có một người đàn ông tầm 40 tuổi lên tiếng: hay là bị ma giấu? Nếu bị ma giấu thì phải mua đồ lễ về đây để cúng. Thế là một ông tên Hoàng chịu trách nhiệm đi sắm lễ. Đường từ đây ra quốc lộ khá xa, mất độ 7 tiếng mới quay lại. Trong thời gian chờ đợi, mọi người vẫn tìm kiếm. Đến chiều, đồ lễ đã có, mọi người bày ra và ông Phong, bố của Công, đứng ra cúng. Quý đứng đó, không nghe rõ, chỉ thấy miệng ông Phong lẩm bẩm gì đó. Đang cúng, bỗng có cơn gió lớn thổi bay hết đồ cúng. Mọi người vội nhặt lên để lại. Trong gió, có tiếng nói nghe như giọng nhiều người: các người làm gì cũng vô ích thôi, tao sẽ bắt nó đi theo tao. Lúc này cả đoàn người lại xin tha, giọng nói biến mất. Đoàn người thấy không ổn, đành ra về và hẹn ngày mai quay lại. Hôm sau, mọi người mời một thầy tên là Hữu kể lại chuyện. Thầy Hữu nói phải đi sắm đồ lễ mới. Sau khi sắm lễ xong, thầy ngồi xuống và lẩm bẩm gì đó. Xong, thầy bảo mọi người đi vào nhà, thẳng lên tầng 2, tìm nhà kho và mở cái thùng ra. Lên đến nơi, mọi người thấy một cái thùng. Mở ra, bên trong là Công, vẫn còn thở nhưng rất yếu. Quý nghĩ lẽ nào hôm nọ là ma che mắt. Công tỉnh lại, mọi người vui mừng. Thầy Hữu nhận thấy cái thùng này có âm khí rất nặng và yêu cầu mọi người đào lên. Mọi người cùng nhau đào, bới ra thì phát hiện một hũ tro cốt. Thầy Hữu nhanh tay dán lá bùa lên đó, rồi yêu cầu mọi người đào thêm trong phòng ngủ, phòng tắm, phòng vệ sinh và dán lá bùa lên. Đâu đó có tiếng nói tức giận: lão già kia, thả ta ra, thả ta ra. Thế là mọi người thi nhau ra về, cảm ơn thầy Hữu. Thầy Hữu mang những tro cốt lên chùa để vong hồn sớm siêu thoát. Công tỉnh lại, kể lại những sự việc đã xảy ra. Sau chuyện lần ấy, Quý và Công bị cấm không đi khám phá nữa. Giờ đây, Công cũng đã tin hơn vào tâm linh. Hôm đó anh bị ma giấu chứ không phải chết, Quý bị che mắt. Một hôm, Công nói với Quý: mày xem có địa điểm nào để hôm nào tao với mày đi khám phá tiếp. Quý chỉ cười. Câu chuyện thứ hai, ngôi nhà trong hùm. Trong xóm Bình, có duy nhất nhà anh chị Ly Quang sống tách biệt ở một nơi xa xôi, quanh năm không thấy họ ra khỏi nhà. Người dân trong làng đầy nghi ngờ, nhiều lần dò la tin tức nhưng chẳng phát hiện được gì. Hôm nay, một cô gái trẻ xinh đẹp từ thành phố đến, cô nói với trưởng thôn rằng: ở thành phố ồn ào quá nên tôi muốn tìm về đây mua đất làm nhà và sinh sống luôn. Tôi đến gặp trưởng thôn xem có mảnh đất nào còn trống để mua và xây nhà. Trưởng thôn đáp: đất trong làng đã hết, chỉ còn mỗi mảnh đất cạnh nhà anh chị Ly Quang thôi. Không biết ý cô thế nào? Cô gái nói: miếng đất nào cũng được, miễn là có chỗ ở. Ông trưởng thôn dẫn cô gái đi xem, hỏi tên tuổi mới biết cô là Hoài, 28 tuổi. Hai người đi mãi mới đến nơi, ở đây xa xóm xa làng nên đi rất lâu. Trưởng thôn nói: đây là mảnh đất tôi nói, không biết cô thấy thế nào? Hoài đáp: dạ được ạ. Hoài hỏi giá thì trưởng thôn nói: nếu hỏi giá thì hãy hỏi nhà bên cạnh này.
Nói xong trưởng thôn cũng về mất, bỏ lại Hoài một mình. Hoài dần tiến về ngôi nhà bằng gỗ, đưa tay gõ cửa và nói, có ai ở nhà không? Một lúc sau, cánh cửa mở ra, một người đàn ông râu rậm rạp với giọng trầm hỏi, ai đấy? Hoài vội đáp, dạ anh có phải chủ mảnh đất bên này không ạ? Người đàn ông đáp, phải. Hoài cười rồi nói, dạ em đang muốn mua một mảnh đất để sinh sống, thì nghe nói anh có mảnh đất bên này. Không biết anh có bán không? Anh ta nói, không biết được, để tôi vào hỏi vợ tôi đã. Một lúc sau người đàn ông trở ra và nói, được rồi, tôi bán nhưng có một điều kiện. Hoài đáp, dạ, điều kiện gì cũng được ạ. Người đàn ông nói tiếp, điều kiện là cô sinh sống ở đây đừng làm phiền đến bọn tôi, thấy tôi thì hỏi không, đừng có tự ý làm phiền. Hoài nghe thế thấy vô lý, nhưng vì cần chỗ ở cũng đành chấp nhận và hỏi giá. Miếng đất này tôi lấy cô giá 50 triệu, không biết ý cô thế nào? Hoài đáp, được ạ, tiền tôi không thiếu. Rồi, giao dịch thành công và Hoài cũng chào và ra về. Mấy ngày sau, Hoài cho người đến đào móng xây nhà, nhanh chóng hoàn thành sau 5 tháng. Ngôi nhà rất rộng và Hoài rất vừa ý. Hôm nay, Hoài ra xóm để mời mọi người ăn cỗ khánh thành và làm quen. Mọi người cũng vui vẻ đồng ý. Về đến nhà, thấy người đàn ông kia đang mài dao, Hoài chạy sang bảo, anh ơi, cho em hỏi. Người đàn ông đáp, gì thế? Em với nhà anh bây giờ là hàng xóm rồi. Hôm nay em sang mời anh sang khánh thành nhà, không biết ý kiến thế nào. Anh ta đáp, được rồi, để tôi vào gọi vợ ra xem. Vợ người đàn ông cũng ra, Hoài nhanh miệng chào hỏi, sau đó được biết chị đồng ý. Hoài còn hỏi thêm, hai anh chị cho em biết tên tuổi được không? Từ khi xây nhà xong chưa sang chơi làm quen được, với lại biết tên tuổi để dễ gọi. Anh chồng nói, tôi là Quang, năm nay đã 40 tuổi, đây là vợ tôi, Lý, 30 tuổi, còn cô tên gì? Hoài đáp, em tên là Hoài, năm nay 28 tuổi, em xin phép được gọi anh chị ạ. Vợ chồng anh chị Lý Quang gật đầu, Hoài cũng xin phép ra về. Vài ngày sau, hàng trăm người ra vào ngôi nhà Hoài, giờ đây nhộn nhịp và vui vẻ. Vợ chồng anh Quang sang ăn xong đưa phong bì rồi ra về mà không nói với ai lời nào. Đến tối, cũng đã vãn người chỉ còn mấy các cụ ở lại chơi. Các cụ bảo đường từ đây về làng xa, các cụ sợ ma mà không dám về, đành ngồi đây chơi. Hoài biết ý mời các cụ vào nhà ngồi, các cụ bảo không cần đâu còn hỏi, mày có cái chiếu dài ra sân cho các cụ ngủ lại với. Hoài nói, có được không ạ? Các cụ đáp, không sao. Rồi Hoài cũng thấy mệt, ngủ ngoài thềm. Đêm nay không hiểu sao lạnh thế, Hoài nghĩ không biết các cụ ngủ ngoài kia có lạnh không. Hoài vội đi ra, thấy cụ nào cũng ngáy to, không có tí phản ứng gì. Hoài mặc kệ rồi cũng vào ngủ. Trong đêm, Hoài mơ thấy hàng đống người già, trẻ, con trai, con gái, người lớn đứng nhấp nhổm nhìn vào nhà Hoài, cảm thấy lạnh lạnh ở gáy. Bỗng có tiếng cất lên. Cô hãy chuyển đi đi, đừng ở đây nữa, cô ở đây sẽ bị hãm hại đấy. Rồi bao nhiêu cái bóng biến mất, Hoài choàng tỉnh. Mặt ướt đẫm mồ hôi, nhớ lại câu chuyện vừa rồi. Hoài cảm thấy có gì đó sai sai, rồi cũng không suy nghĩ lâu, gạt bỏ và đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Hoài tỉnh dậy, người đau ê ẩm. Hoài lê thân mở cửa ra thì không thấy một bóng cụ nào ở thềm. Hoài nghĩ chắc các cụ đã về. Hoài hôm nay ở nhà để dọn đồ đạc trả người ta. Đến trưa, Hoài đang ngồi ăn một mình, bỗng thấy có tiếng nói bên tai. Đi đi, đừng ở đây nữa. Hoài ngoảnh lại không có ai. Lắng nghe hồi lâu rồi cũng bỏ qua. Hôm nay, ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên thấy chán, ngó sang nhà anh chị Lý Quang xem có ai mở cửa để sang chào hỏi, nhưng không có ai nên đành thôi rồi ngủ thiếp lúc nào không biết. Trong cơn mơ, Hoài lại mơ thấy một người đang tiến lại gần mình, ghé vào tai nói, nhanh lên, đi khỏi đây trước khi quá muộn. Hoài chợt tỉnh, nhìn xung quanh không có ai. Lúc này Hoài có dự cảm không lành, chắc chắn đây là chuyện tâm linh. Hoài quyết định mời thầy xem. Hoài mời một thầy râu tóc rậm rạp, chừng 70 tuổi, nhìn vẻ ngoài có kinh nghiệm. Khi vào nhà, thầy nheo mắt lại nói, chỗ này âm khí quá nặng, ta không biết nguyên nhân là gì. Bây giờ phải tìm nguyên nhân, nếu để lâu sẽ dẫn đến âm thịnh dương suy. Ta đưa con lá bùa để tạm phòng thân, mai ta sẽ quay lại. Nói xong thầy ra về, bỏ lại Hoài với những suy nghĩ không lời giải. Đêm đến, Hoài ăn ngon ngủ yên, không mơ thấy những giấc mơ giống như lần trước. Trưa hôm sau, người thầy mới quay lại với cái túi đeo ngang người. Hoài nghĩ chắc là túi đồ nghề. Thầy bảo Hoài đi tìm nguyên nhân, nhưng Hoài không biết tìm ở đâu. Người thầy bỗng nhìn về nhà anh chị Lý Quang và hỏi, ngôi nhà kia là nhà ai thế? Hoài đáp,
Dạ, nhà anh chị Lý Quang, nghe nói nhà anh chị này rất kỳ quặc, thường xuyên không ra khỏi nhà. Nghe đến đây, thầy bấm bấm tay, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi quay sang Hoài nói, ta thấy ngôi nhà kia nhiều âm khí hơn ở đây, ta đang nghi có chuyện gì đó, ta sẽ sang hỏi thử xem. Hoài cản và nói, đừng ạ, nhà đấy bảo đừng có làm phiền. Nhưng thầy kệ, vẫn tiến sang gõ cửa hồi lâu. Một người đàn ông ra mở cửa, thấy ông già, liền chửi, cái ông già kia, ông muốn chết ạ? Ông thầy đáp, à, tôi là người từ xa đến, tôi xin ngủ nhờ được không? Người đàn ông bảo, để tôi hỏi vợ đã, cuối cùng cũng cho ngủ nhờ. Hoài bên này thấy thầy vào không ra, cũng sốt ruột. Người thầy vào đó, thấy trong ngôi nhà rất bừa bộn, bát đũa cũ mốc, chén cốc thì dỉ xét, trông thật sợ. Thầy bắt đầu hỏi, hai vợ chồng nhà anh làm gì? Người vợ nhanh mồm đáp, chúng tôi làm nghề nấu cao. Người thầy hỏi thêm, thế hai người nấu cao từ gì? Hai người ấp úng, nấu cao từ động vật. Ông thầy nhận ra điều gì? Hai vợ chồng đánh trống lảng, chắc ông đói rồi, để chúng tôi đi làm đồ ăn. Ông thầy gật đầu đồng ý. Ông thầy tranh thủ về nhà Hoài để bảo Hoài lên kế hoạch. Ông thầy quay lại, hai người cũng đã xong. Thầy nói không muốn ăn nữa, chỉ buồn ngủ. Hai vợ chồng chắc tức lắm nhưng không làm gì được. Họ dọn chỗ ở mời thầy vào ngủ. Hai người ngoài này như đang lên kế hoạch gì đó. Tối ông thầy vẫn thấy vợ chồng nhà này vẫn làm việc. Ông thầy rón rén xem, trước mặt ông là một cảnh tượng hãi hùng. Hai người đang chặt đầu, chặt chân từng bộ phận để nấu cao, và còn nghe họ nói, ông già kia sẽ là người tiếp theo. Ông thầy biết trước nên không bất ngờ, quay lại chỗ ngủ bình thường. Hai vợ chồng Lý Quang bắt đầu hành động. Anh Quang cầm dao, còn chị Ly ra lệnh. Đang sắp kết liễu người thầy, ở ngoài bỗng có tiếng mở cửa và tiếng nói, các ngươi đã bị bắt vì tội giết người. Hai vợ chồng Lý Quang hốt hoảng tìm đường thoát nhưng không thoát khỏi công an. Hai người bị bắt đi, công an còn phát hiện bao nhiêu đống xương đã chôn sau nhà, thịt trong tủ lạnh. Hoài và người thầy cũng giúp những người xấu số tìm lại người thân và lập miếu thờ. Xóm làng cuối cùng biết sự thật về anh chị Lý Quang, bấy lâu nay làm việc trái lương tâm. Người thầy nhận được nhiều lời khen từ dân làng, còn Hoài rất may mắn khi không chết nhờ vào thầy cúng và những giấc mơ báo mộng của những người xấu số bị nấu thành cao. Khi khám nghiệm các bộ xương, công an phát hiện không có ai ở làng này, toàn là người trốn khác. Anh chị Lý Quang sau khi nhận tội ác của mình đã hối hận, nhưng giờ sao kịp. Bao nhiêu mạng người, anh chị bị kết án tử hình, dân làng xin tha nên giảm án xuống chung thân nếu cải tạo tốt sớm ngày trở về. Còn Hoài sau sự việc ấy đã lấy chồng, chồng cô là một người trong làng tên Niệm. Hai người sống hạnh phúc bên ngôi nhà của mình. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy hay cho kênh một like cũng như một lượt bình luận cùng trao đổi nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube này để đón xem video mới nhất từ kênh nhé. Ủng hộ tác giả bằng cách theo dõi trang tác giả nhé. Mình có để thông tin trong phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.